Hello các bạn, hôm nay mình xin mượn hai con chó Ken và Bông của mình để mình nói về một cái câu chuyện của cổ Phật giáo. Các bạn thấy hai con chó của mình nay lớn chưa? Lớn rồi không? Rất là dễ thương nha các bạn. Chuyện con chó đói trong truyện cổ Phật giáo. Của Đức Phật còn tại thế, có một ông vua rất hung ác. Nghe Phật đến thuyết pháp trong nước mình, ông liền ngự giá đến chỗ Phật ở và xin Ngài kể một câu chuyện gì đã vui lại hữu ích nữa. Đức Phật liền kể chuyện con chó đó như sau. Thời xưa có một vị quốc vương rất ngạo bạo ngược, hà khắc với dân lành, nhân dân đều oán trách. Ông Đế Thích thấy vậy liền hiện xuống trần dắt theo một con quỷ rất dữ. Ông Đế Thích hóa mình thành một người thợ săn, còn con quỷ thì biến thành một con chó cao lớn. Người thợ săn dẫn con chó vào cung của vị quốc vương để ý kiến. Bỗng con chó vùng tru lên dữ dội, làm cho lâu đài cung điện đều rung rinh. Vị quốc vương thất kinh, liền đòi người thợ săn đến trước ngai vàng và hỏi rằng: "Cả kia, vì cớ gì mà con chó tru lên dữ vậy?" Người thợ săn thưa: "Tâu bệ hạ, vì đói nên đó tru." Vị quốc vương liền ra lệnh đem cơm cho nó ăn. Nhưng một điều không ngờ là đem bao nhiêu thì nó ăn hết bấy nhiêu. Tất cả thực vật trong kho đã hết sạch mà nó vẫn chưa no, nên nó càng tru lên dữ dội hơn nữa. Mà ắt là hại thay, mỗi lần nó tru thì cung điện đền đài của quốc vương lung lay hình như muốn sụp đổ. Vị quốc vương không biết tính thế nào, mới hỏi người thợ săn: "Lấy cái gì cho nó ăn để nó nín?" Người thợ săn đáp: "Tâu bệ hạ, lấy thịt của người nó ghét, cho nó ăn nó hết tru." Quốc vương hỏi: "Nó ghét kẻ nào?" Người thợ săn tâu: "Nó ghét những kẻ bất công hãm hại dân nghèo. Ngày nào trong nước không có dân đói khổ nữa, ngày đó nó mới nín." Vì quốc vương liền nhớ tới những việc ác của mình làm thì hết sức hối hận, từ đó mới ăn năn sửa cải, chịu nghe những lời công bình chánh trực. Đức Phật kể dứt câu chuyện này thì mặt vua tái ngắt. Đức Phật dịu dàng dặn với nhà vua rằng: "Ngày nào bệ hạ nghe tiếng chó tru thì bệ hạ hãy nhớ đến câu chuyện ta kể, bệ hạ có thể làm cho con chó nín được." Đó là câu chuyện ngắn, câu chuyện rất ngắn trong kinh, trong truyện cổ Phật giáo nha các bạn. Mình sẽ có nhiều clip mình sẽ kể những câu chuyện dí dỏm, tuy rằng bạn nó câu chuyện nó hư cấu, nó không có thật, nhưng mà nó có một cái tính chất là giáo dục rất là cao. Mong các bạn xem ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại clip sau.